Ok, xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ con số 8. Thì vẫn như thường lệ mà thôi, trong khoảng giữa tuần thì mình sẽ ra một cái video để mà có thể cập nhật cho anh em những cái tin tức nó đang diễn ra trong thị trường của chúng ta, để mà anh em có thể nắm bắt kịp thời nhất cái làn sóng tiền mã hóa của chúng ta nó đang chuyển động như thế nào nha. Vậy thì chúng ta hãy cùng tiến ngay vào video ngày hôm nay thôi. Vậy thì như anh em cũng biết thì thị trường của chúng ta bây giờ nó vẫn đang khá là chán đấy. Và giống như cái video đợt trước mình nói thì rất nhiều anh em đang lo sợ là Bitcoin nó sẽ dập về cái khoảng là 30.000 đúng không? Nhưng mà ở trong tuần trước luôn thì mình cũng mới vừa đưa ra cái chia sẻ cho anh em. Thì trong cái video đó thì mình có cho rằng là cũng thật sự khó khi mà chúng ta hình dung về cái mức 30.000 đô trong một Bitcoin tại thời điểm hiện tại, vì mình dựa trên những cái số liệu rằng là các cá voi họ đang giữ những cái số Bitcoin như thế nào đó. Thì nếu anh em nào mà chưa hiểu kỹ thì anh em có thể tìm lại cái video đợt trước của mình về cái vấn đề này nha. Vậy thì tại sao mà khi mà Bitcoin nó lại dập một phát nữa về tầm khoảng 39.650 đô nè, và hôm nay nó lại phục hồi lên ở khoảng là gần 43.000 đô như vậy? Thì như anh em cũng đã biết rằng là trong có khoảng 1-2 tháng qua thì thị trường của chúng ta đã nín thở vì Fed quá là nhiều đúng không? Đó chính là cái vấn đề mà Fed sẽ quyết định nâng lãi suất trong năm nay. Và điều dĩ nhiên thôi, thì ngày hôm qua là Fed đã có một cái cuộc điều trần của chủ tịch Fed là ông Jerome Powell. Thì ông đã điều trần trước ủy ban của thượng viện đó anh em. Thì tại sao sau cái cuộc điều trần này thì thị trường của chúng ta nó lại xanh như vậy? Nói xanh thì cũng không phải, nhưng mà nó phục hồi nhẹ như vậy thì nó lại quay về một cái câu chuyện mà mình cho rằng là đó là một cái lẽ quá là diễn biến quá là thường ngày đối với cái thị trường này rồi. Đó chính là cái sự thẩm thấu. Tại vì là trong cái cuộc điều trần ngày hôm qua đó thì Jerome Powell ông cũng nói một chút về cái vấn đề nâng lãi suất, và dường như nó sẽ không có một cái thay đổi gì đối với cái kế hoạch của Fed trước đây là sẽ tiến hành nâng lãi suất 3 lần trong năm 2022 và sẽ là 4 lần từ khoảng năm 2022 đến năm 2023. Đó, thì cái thông tin này thị trường của chúng ta đã biết rồi. Và cái kết quả của thị trường trả lại cho chúng ta là gì? Chính là 2 tháng qua anh em thấy thị trường của chúng ta cực kỳ bị gián đoạn và rất là chán luôn. Thì trong cái cuộc điều trần ngày hôm qua thì Fed chỉ đề cập một tí tới cái đó thôi. Đó, thì dường như cái sự thẩm thấu này thị trường của chúng ta cũng đã biết rồi, cũng đã phản ứng trước rồi. Nên đó là một cái lý do đầu tiên mà mình có thể khẳng định rằng là thị trường của chúng ta đã không bị chao đảo quá nhiều vào cái cuộc điều trần của Fed ngày hôm qua. Và trong cái cuộc điều trần này đó anh em, thì nó có một cái lý do nữa để khiến cho thị trường của chúng ta trở lại một cái sắc xanh như vậy. Và không chỉ là thị trường tiền mã hóa không đâu, mà chúng ta còn chứng kiến một số cái thị trường khác nữa. Mà ở đây mình đang ở trong thị trường tiền mã hóa nên mình sẽ đặc biệt chú trọng vào cái thị trường này mà thôi. Thì anh em cũng biết là ngày hôm qua thì Fed, là chủ tịch Fed Jerome Powell, ngoài cái việc mà ông đề cập về vấn đề việc làm, vấn đề tăng lãi suất, thì nó cũng như những cái gì trước đây Fed đã tuyên bố. Ngoài ra thì ông còn đã đá động một tí về mảng crypto của chúng ta, là đã khiến cho thị trường của chúng ta trở nên hồi phục nhẹ như vậy. Chính là về việc ông nói rằng là cái báo cáo về CBDC. Đó, CBDC dành cho anh em nào chưa biết, đó chính là cái đồng tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương Quốc gia, mà mỗi quốc gia sẽ phát hành riêng ra cho mình đó. Thì ông nói rằng là các báo cáo của CBDC và tiền mã hóa sẽ được Fed phát hành trong vài tuần tới. Trong vài tuần tới ở đây có nghĩa là nếu mà nhanh nhất thì tầm cuối tháng 1, còn không là chúng ta sẽ được đón những cái báo cáo này vào giữa tháng 2. Thì tại vì sao? Tại vì cái kế hoạch phát triển CBDC này của Fed á, thực ra là nó đã có từ khoảng tháng 7, tháng 8 hoặc là tháng 6 năm 2021 rồi anh em. Nhưng mà tại vì nó bị trì hoãn quá là nhiều. Đó, và ngay cả trong tháng 11 và tháng 12 đó thì Bộ trưởng Tài chính bà Janet Yellen đó, thì bà cũng nói rằng là bà chưa thông qua cái kế hoạch nào mà để phát hành CBDC của Fed cả. Thì vào thời điểm hiện tại chúng ta đã có một cái tin xác nhận từ chủ tịch Fed Jerome Powell rồi, và ông nói rằng là cái bản báo cáo này sẽ được phát hành trong vài tuần tới. Thì đây nó gợi ra một cái tín hiệu gì cho chúng ta? Đó, chúng ta phải đặt một cái câu hỏi ngay chỗ đó. Thì ở đây theo cái quan điểm cá nhân của mình á, thì cái bản báo cáo này nó sẽ thể hiện rõ ra rằng là cái cách tiếp cận của Mỹ đối với tiền mã hóa nó sẽ như thế nào, và ở trong đó nó có một cái quan điểm gì để mà có thể cởi mở hơn hoặc là có thể chỉ trích hơn đối với tiền mã hóa của chúng ta hay mà không thông qua CBDC đó. Thì cũng rất là vui khi mà ngày hôm qua đó, khi mà chủ tịch Fed Jerome Powell đó ông tiết lộ cái này đó, thì chúng ta đã có một thượng nghị sĩ, đó chính là thượng nghị sĩ Pat Toomey đó. Thì thượng nghị sĩ Pat Toomey thì ông là một cái người mà rất ủng hộ tiền mã hóa, và đặc biệt là trong cái dự luật cơ sở hạ tầng có đánh thuế tiền mã hóa mà đã gây rất nhiều tranh cãi trong nội bộ chính phủ Hoa Kỳ.
từ năm trước rồi đó anh em, mà bây giờ đã được Tổng thống Joe Biden ký thành luật rồi đó. Thì Thượng nghị sĩ Pat Toomey là một trong những người ủng hộ tiền mã hóa thông qua cái dự luật đó, và cũng đã tranh cãi, cũng đã đấu đá rất là nhiều đối với cái thượng nghị sĩ cũng giống như là những cái quan chức khác ở trong cái bộ máy chính phủ Hoa Kỳ ha. Thì Pat Toomey đó, ngay khi mà nhận được cái sự cái tín hiệu tiết lộ của Jerome Powell đó, thì ông Pat Toomey này ông mới hỏi một cái câu là liệu cái CBDC của Fed nó có gây một cái sự cản trở, nó có gây một cái ảnh hưởng gì đến cái thị trường stablecoin của tiền mã hóa hay không, mà ở đây là do tư nhân phát hành, có nghĩa rằng là do có nghĩa rằng là chúng ta đang đề cập đến là đồng USDT nè, USDC nè, hoặc là đồng BUSD đó. Thì ngay lập tức chủ tịch Fed của Jerome Powell đó, thì ông nói rằng là không, cái kế hoạch mà phát triển CBDC này của Mỹ đó thì nó không hoàn toàn làm ngăn cản, cũng giống như là tạo một cái bước gì đó đàn áp đối với thị trường stablecoin mặt bằng chung cả. Thì đây là một tín hiệu rất là tích cực nha anh em. Tại vì nếu anh em biết được rằng là thị trường tiền mã hóa của chúng ta ngoài BTC và ngoài altcoin thì cái sự nâng đỡ chính đối với giá BTC và cái sự nâng đỡ chính đối với giá altcoin đều là những đồng stablecoin này. Đó anh em. Đó, thì cái việc mà chủ tịch Fed Jerome Powell ông nói rằng là chúng tôi sẽ không có một cái gì đó rào cản về cái báo cáo CBDC này, về cái kế hoạch phát hành CBDC này để mà có thể ngăn cản stablecoin ở bên ngoài cả, thì đó là một tín hiệu rất là tích cực nha. Và cái điều này á, mình nhìn thêm được ở một điểm rằng là cái quan điểm này của Jerome Powell nó lại càng củng cố hơn cái lập trường của ông được đưa ra trước đây. Thì trước đây chủ tịch Fed đã nói gì? Trước đây chủ tịch Fed nói là chúng tôi rất xem trọng stablecoin và phải đến một lúc nào đó phải thừa nhận rằng là stablecoin phải cần được quản lý. Đó. Và tiếp theo ông nói rằng là Fed sẽ không có một cái kế hoạch gì để cấm cản Bitcoin và tiền mã hóa cả, và Fed sẽ không làm một cái động thái tương tự như Trung Quốc. Đó thì như anh em cũng biết rằng là những cái ông mà giới chính quyền này thì sáng nắng chiều mưa, chúng ta không biết được, có thể một cái lập luận nào đó ông nói vào khoảng 2-3 tháng trước, nhưng mà đến 2-3 tháng sau thì nó lại bẻ sang một chiều hướng khác. Thì tại thời điểm hiện tại, dựa vào cái dữ liệu này, khi mà Jerome Powell nói là sẽ không ngăn cản stablecoin, thì mình có thể chắc chắn tại thời điểm hiện tại là những cái lập luận, những cái tuyên bố của chủ tịch Fed trước đây về tiền mã hóa, về cái sự cởi mở, về cái sự mà nới lỏng, về cái sự mà nhìn với một cái khía cạnh tích cực, thì đến bây giờ nó vẫn duy trì tại thời điểm hiện tại, chứ không hề quay xe. Đó, không hề như Trung Quốc trước đó, là vào tháng 4 Trung Quốc nói là sẽ ok, chúng tôi sẽ thúc đẩy tiền mã hóa và chấp nhận tiền mã hóa, sau đó qua tháng 5 tấn công một cái rầm và khiến thị trường chao đảo đến như vậy. Thì ở hiện tại, ở cái bức tranh của Mỹ hiện tại, chúng ta không thấy được điều đó. Nhưng mà cái vấn đề mà tăng lãi suất thì nó vẫn là một vấn đề sẽ xảy ra mà thôi. Và một cái thông tin nữa đó, thì ngày hôm qua chủ tịch Fed Jerome Powell ông có nói rằng đó là nếu mà cái mức lạm phát nhanh chóng trở lại 2% vào cuối năm 2022 thì có lẽ Fed sẽ không thực hiện bất kỳ một cái động thái nào để thắt chặt cái chính sách tiền tệ, cũng như là thắt chặt cái vấn đề mà tăng lãi suất thêm nữa trong những năm tiếp theo. Thì đó là cái vấn đề của tương lai, và chúng ta hãy xem là tối nay cái mức lạm phát nó bao nhiêu và liệu Fed có công bố hay không. Đó, thì nếu mà công bố thì mình sẽ cập nhật trên những bài viết của Con số 8, cũng giống như là mình sẽ cập nhật những video mới nhất đến cho anh em. Đó, vậy thì cái vấn đề Fed ngày hôm qua thì chúng ta tạm dừng ở đây ha. Và tiếp theo, vì thị trường của BTC trong mấy ngày qua nó đi cũng khá là bình ổn, nó cũng khá là chán, nên là những cái tin tức về BTC nó không có nhiều, nên là mình sẽ cập nhật những cái gì mà nó sát nhất đối với thị trường cho anh em. Tiếp theo chúng ta đến với một tỷ phú rất là nổi tiếng ở trên thị trường tài chính thế giới, đó chính là ông Bill Miller. Thì anh em biết á, là tỷ phú Bill Miller là một người phải nói là một huyền thoại rất là gạo cội trong cái thị trường tài chính trên toàn cầu. Tại vì sao? Tại vì là ông là một người từng có một cái thời gian mà quản lý một cái quỹ lên đến 70 tỷ, và ông là một cái người là giữ một cái kỷ lục rất là ghê, là trong 15 năm. Đó, trong 15 năm mà ông quản lý cái quỹ đó, ông đầu tư đó, thì đều có một cái mức lợi nhuận cao hơn cái chỉ số SP500 của chứng khoán Mỹ. Nó rất là ghê. Nhưng mà vào khoảng năm 2007-2008 đó anh em, thì vì một cái sai lầm nhất định thôi mà tỷ phú Bill Miller đã dường như là phá sản và mất trắng. Nhưng mà sau đó ông đã gầy dựng lại được cái sự nghiệp của mình. Thì anh em biết rằng là cái quá trình cũng như là cái kinh nghiệm của tỷ phú Bill Miller trong cái cuộc chơi đầu tư này là nó kinh khủng đến như mức nào. Thì vào thời điểm hiện tại đó, thì tỷ phú Bill Miller thì ông đã công bố công khai luôn là ông đã đầu tư 50% tài sản của mình vào BTC. Thì anh em thấy đây cũng là một cái cú hích tinh thần rất là lớn đối với các nhà đầu tư đang tham gia vào thị trường crypto của chúng ta. Tại vì ông thì cũng thuộc dạng là quá là lão làng rồi,
và ông đã trải qua biết bao nhiêu biến cố rồi để cho đến hiện tại ông dám tuyên bố rằng là bây giờ ông sẽ dùng 50% tài sản của mình vào Bitcoin, một cái con số mà mình nghĩ rằng là nó cũng khá là lớn đối với chúng ta. Tại vì như anh em biết thì khi mà chúng ta tham gia thị trường tiền mã hóa đó thì tất cả tài sản của chúng ta thì nó chỉ rơi vào là chúng ta nên khuyên bảo với nhau rằng là bạn hãy nên dùng một cái số tài sản nào đó nhàn rỗi để đầu tư vào cái thị trường này, đúng không? Và mình chắc chắn rằng là 50% tài sản của tỷ phú Bill Miller thì nó cũng khá là lớn đó, nên mình có thể xem đây là một cái cú hích tinh thần đi, để mà anh em chúng ta có thể vực dậy lại sau một cái chuỗi ngày mà chính xác nhất là 2 tháng qua chúng ta đã khá là nản chí bởi vì cái phản ứng giá của BTC nó đi quá là trì trệ rồi. Rồi tiếp theo một cái biểu đồ khác mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em, một cái điểm tích cực khác chính là về việc các thợ đào của Bitcoin bây giờ họ đang tích lũy rất là ghê gớm nha anh em. Tại vì sao mình lại chú trọng cái thông tin này? Vì anh em biết là thợ đào đó họ là một trong những cái tác nhân quan trọng để mà có thể gây những cái phản ứng giá tiêu cực cũng như là tích cực trên thị trường của chúng ta. Điển hình là vào tháng 3 năm 2020 và vào tháng 5 năm 2021. Và ở hai cái sự kiện đó anh em đã thấy được là cái mức độ bán tháo của những người thợ đào nó kinh khủng như thế nào. Và ngay khi thợ đào họ bán tháo ra cái số lượng nắm giữ crypto của họ, mà ở đây chính là Bitcoin, họ bán ra để họ duy trì cái hoạt động khai thác của họ, duy trì cái hoạt động chi phí sinh hoạt hàng ngày của họ ra, thì Bitcoin nó đâm như thế nào? Cụ thể là vào tháng 3 năm 2020 đâm xuống 3k, và vào tháng 5 năm 2021 chúng ta đã chứng kiến một cái cú đâm từ 64.000 về 30.000 đó. Thì anh em có thể thấy là cái tác động, cái ảnh hưởng của thợ đào nó cực kỳ kinh khủng như thế nào. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại, khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ tích lũy của thợ đào thì anh em thấy rằng là đây, ở cái vùng khoanh tròn này thì cái mức độ tích lũy của thợ đào họ đang vô cùng lớn tại thời điểm này đó. Và đây là một cái tín hiệu tốt khác để mà chúng ta có thể thấy được rằng là cái mức giá hiện tại của BTC đang rơi vào khoảng tầm 42.000 đến 43.000 đô, nó chưa đủ hấp dẫn đối với các thợ đào để mà họ có thể bán ra cái số lượng nắm giữ của mình ha. Và một cái biểu đồ tiếp theo là ở đây để chứng minh cho cái lập luận mình vừa nói, thì anh em có thể thấy là cái biểu đồ tiếp theo là cái biểu đồ số lượng BTC được dự trữ của thợ đào ha. Thì ở đây đó, số lượng BTC được dự trữ của thợ đào đó thì nó đã lên khoảng là tầm 1,86 tỷ USD nha anh em, 1,86 tỷ USD đó. Và dường như nếu chúng ta so sánh vào khoảng là đầu năm 2021 thì cái mức độ tích lũy của thợ đào ngay tại thời điểm này nó hoàn toàn cao hơn cả khi chúng ta bắt đầu năm 2021 đó. Và ngay cả những cái cú crash như thế này nè anh em, ngay cả những cái cú crash vào tháng 5 chúng ta chứng kiến một cái mức độ bán tháo như thế này thì thợ đào cũng đã nhanh chóng lấy lại các vị thế của mình để mà họ có thể tiếp tục tích lũy. Và ngay cả những cái cú crash vào tháng 5, vào tháng 9, vào tháng 12 thì cái đường màu xanh này của thợ đào đó thì nó vẫn chứng tỏ rằng là họ vẫn không có bị lung lay bởi cái này đó, họ vẫn cứ tiếp tục tích lũy mà thôi đó. Thì đó là một cái tín hiệu tích cực để cho chúng ta thấy được rằng là những người mình hay gọi vui là những người già dơ đó, những người có dày dặn kinh nghiệm lâu năm, đã đào từ đời này qua đời khác, năm này qua năm khác, họ đã quá hiểu thị trường này rồi. Và cái hành động bây giờ của họ là sao? Họ không có hề bị nao núng bởi những cái thông tin gây nhiễu, bởi những cái yếu tố mà nó gây một cách tiêu cực tạm thời, mà họ cứ tiếp tục tận dụng cơ hội để mà tích lũy mà thôi. Và nói về cái câu chuyện tích lũy của thợ đào á, thì trong tuần qua chúng ta cũng đã ghi nhận được một cái ông lớn trong ngành khai thác, đó chính là Bitfarms. Thì Bitfarms đó, trong tuần qua vào đầu tuần đó thì Bitfarms đã bổ sung thêm 1.000 BTC, tức là mua thêm 1.000 BTC để bổ sung vào cái ngân khối dự trữ của mình. Và hiện tại đó thì Bitfarms dường như là đang giữ khoảng là mình nhớ không nhầm là 4.320, để mình chiếu ở đây cho anh em xem. Bitfarms đây, cái này là cái số liệu cũ rồi nha anh em, cái này là 3.336 và cộng với 1.000 mới mua nữa thì nó rơi vào tầm khoảng là 4.300 BTC đó. Và cái số liệu của Bitfarms thì họ không nói rằng là họ mua ở cái mức giá trung bình là bao nhiêu, nhưng mà cái tổng chi của họ đó, họ thông báo cái tổng chi của họ là đây là 43.2 triệu USD cho 1.000 Bitcoin. Thì từ đây chúng ta có thể tính trung bình giá của họ ra là họ mua khoảng là ở cái mức giá là 43.000 USD cho 1 BTC. Và nói về cái mức giá DCA thì mình cũng nhắc lại cái lập luận ở cái video trước để cho anh em nào chưa nắm rõ đi. Thì ở đây chúng ta có MicroStrategy, thì bây giờ MicroStrategy đang nắm khoảng là 124.394
Bitcoin đó, và đang có mức ROI, cái mức lợi nhuận là khoảng 1.4 lần. Và từ những cái số liệu như thế này thì mình cũng xin nói luôn để cho tránh cái mức tính toán để mà chúng ta có thể kéo dài cái video ra quá nhiều. Và ở đây chúng ta có MicroStrategy thì cái mức DCA của MicroStrategy là tầm khoảng là 30.300 USD cho mỗi Bitcoin. Chúng ta có Tesla thì cái khoản đầu tư 1.5 tỷ của Tesla vào Bitcoin đó vào đầu tháng 1 đó, thì anh em biết là cho đến mà tháng 3, tháng 4 thì Tesla họ đã bán được 10% cái số lượng Bitcoin nắm giữ của họ rồi. Thì cái mức giá DCA của Tesla đó thì nó cũng rơi vào tầm khoảng là từ 31-32.000 USD cho một BTC. Rồi chúng ta có hai ông lớn này gom vào một cụm nha. Hai ông lớn này gom vào một cụm, chúng ta có là cái mức giá trung bình của hai ông lớn này thì nó rơi vào tầm khoảng là từ 30-33.000 USD đi. Rồi chúng tiếp theo chúng ta có El Salvador. Thì ở video trước mình cũng đã cập nhật El Salvador thì hiện tại bây giờ nó xác đáng ra là họ đang đu đỉnh và họ đang nắm giữ khoảng là hơn 1.300 BTC ở cái mức giá trung bình là 48-49.000 USD cho mỗi BTC. Thì dựa vào những cái ông lớn như thế này và cùng với đó là chúng ta có những cái công ty khai thác Bitcoin, họ bây giờ họ đã tiếp tục họ bổ sung cái số lượng Bitcoin của họ vào rồi. Nếu mà anh em nhìn vào cái mức ROI này đó, anh em sẽ cảm thấy là ông này nhân 4.8, ông này nhân 4.9 đúng không? Của Riot, của H8 hay là của Bitfarm thì anh em thấy nó lớn như vậy thôi. Nhưng mà vào cái thời điểm mà BTC đó nó rơi vào tầm khoảng là 65-66.000 và trước khi nó pump lên 69.000 đó, thì mình cũng xin nhắc lại cho anh em rằng là cái tỷ suất hoàn trả lợi nhuận của họ, của những công ty khai thác này, nó rơi nó ít vào tầm khoảng là từ 7-8 lần cơ. Mà cớ sao khi mà BTC lên một cái mức đó ít từ 7-8 lần, những cái công ty khai thác này họ lại không có bán ra cái số BTC của họ, mà đến thời điểm hiện tại họ vẫn đang tranh thủ họ tích lũy thêm, đúng không? Vậy thì một cái câu chuyện chúng ta hãy hình dung ra rằng là nếu BTC ở cái mức đỉnh như vậy, ở cái mức 67, 68, 69 nghìn như vậy, họ không bán khi mà họ đã đạt một cái mức ROI là 800% như vậy mà họ không bán nữa, vậy thì cớ nào thì bây giờ với cái giá hiện tại họ lại bán ra thị trường, đúng không anh em? Và ngay khi chúng ta nắm vào những cái thằng trùm đầu sỏ như thế này, MicroStrategy, Tesla, Square hay là El Salvador, cả một quốc gia như vậy đó, nếu mình gọi vui là cả một quốc gia đu đỉnh như vậy đó, thì liệu khi mà BTC dập về lại 30.000 hoặc thậm chí thấp hơn ở cái mức hiện tại nữa thì rất nhiều khoản lỗ sẽ xảy ra, và thậm chí nó ở một cái tầm quốc gia như là El Salvador, thì anh em nghĩ rằng là những cái ông lớn này mấy ông có để cho BTC sụp tới cái mức đó hay không? Đó thì anh em phải trả lời được cái câu hỏi đó ha. Và mình cũng trong ngày hôm nay thì mình cũng đã xem được cái ví lớn thứ ba, thì kể từ lúc cái video đợt trước chúng ta chỉ dừng lại ở ngày 7 tháng 1 thôi, thì cho đến ngày hôm nay là ngày 12 tháng 1 thì từ ngày 7 đến tháng 1 đến ngày 12 tháng 1 thì chúng ta thấy cái ví cá voi dường như là lớn nhất thế giới này đó, thì nó đã không có bán ra bất kỳ BTC nào cả và chỉ tiếp tục bổ sung thêm như những cái ông lớn công ty mình vừa cho anh em xem thôi, đúng không? Và ngày hôm nay chúng ta đã thấy được rằng, để mình kéo đây, thì đây là cái số lượng dòng chảy, cái biểu đồ dòng chảy của BTC được nạp và rút trên sàn. Thì vào ngày hôm qua đó anh em, ngay cái cuộc họp của Fed ngay đây nè, đó thì chúng ta đã chứng kiến một cái lượng BTC được rút ra khỏi sàn cực kỳ mạnh. Mà ở đây á, mình sẽ sử dụng cái biểu đồ của CryptoQuant, thì ở đây là đã có đến là 29.371 BTC được rút ra ở một cái khoản giá là 42.000 đô. Thì hồi nãy mình có nhân rồi thì nó rơi vào tầm khoảng là từ 1.3 đến 1.4 tỷ USD. Đó thì anh em cũng đủ hiểu được rằng là trong một ngày cái số lượng BTC được rút ra lớn đến như vậy thì chúng ta sẽ có một cái điều gì tiếp theo nữa, đúng không? Tại vì khi mà số BTC được rút ra khỏi sàn mạnh như vậy thì chứng tỏ rằng là cái áp ký lực mua của BTC nó đã dần được hình thành rồi và nó dần chiếm hơn cái ưu thế bán rồi. Và nếu chúng ta tính từ ngày 29 tháng 12 năm 2021 thì liên tục có những BTC được rút ra khỏi sàn và hoàn toàn chiếm ưu thế hơn những BTC được nạp lên sàn. Đó. Rồi, và tiếp theo một cái điều mà mình luôn cảnh báo ở trong Money, mà mình luôn sợ rằng cái này mà không phải là mình cảnh báo nữa, là đó cũng là, mà đây thực chất mình bây giờ mình sẽ xác định luôn, đó chính là một cái nỗi sợ của riêng cá nhân mình mà mình muốn chia sẻ cho anh em mà thôi. Thì đó chính là một cái cuộc chơi ở trên cái thị trường phái sinh này. Thì anh em biết á, là trên thị trường phái sinh của chúng ta đó thì nó thật là kinh khủng. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái dữ liệu mới nhất của Glassnode. Thì anh em thấy á, là cái open interest này ở trên hợp đồng phái sinh Bitcoin á, thì vào ngày hôm qua nó cũng đã chạm đỉnh rồi anh em. Cái việc chạm đỉnh này tức là sao? Tức là đã có quá nhiều cá nhân họ vào cái thị trường phái sinh này để mà họ long short ở trong cái thị trường này. Đó.
Và khi mà cái cuộc chơi phái sinh nó đỉnh điểm như vậy, dù chúng ta chỉ mới trải qua 2 tuần của năm 2022 thôi, nhưng mà cái chỉ số này nó đã đạt đỉnh hơn cả trong năm 2021. Đó, anh em thấy được rằng trong 2021 đó, cái chỉ số open interest này ở trên thị trường phái sinh của Bitcoin nó chưa bao giờ đạt đỉnh như hiện tại cả. Và chúng ta chỉ mới khởi động có 2 tuần đầu tiên của năm 2022 thôi mà cái chỉ số này nó đã đạt đỉnh như vậy. Thì cái điều này nó chứng tỏ rằng là đã có rất nhiều anh em trader, đã có rất nhiều anh em nhà đầu tư, chúng ta liên tục bắt đáy để mà chúng ta long lên khi mà Bitcoin nó đi tầm khoảng rất là khó chịu trong vòng 2 tháng trở lại đây, và nhất là vào đầu năm của 2022 nữa, thì nó mới đẩy một cái chỉ số open interest nó cao đến như vậy. Đó, và tiếp theo chúng ta cũng đã có một cái tỷ lệ đòn bẩy. Đây, anh em thấy cái tỷ lệ đòn bẩy đối với Bitcoin nó cũng đã lập ATH cùng với cái open interest luôn rồi. Đó, và tại sao mình lại nhắc đến cái điều này, mình lại lo sợ cái điều này đến như vậy? Thì anh em cũng biết rằng là khi mà cái tỷ lệ mà long short quá là nhiều như vậy thì nó sẽ rất dễ gây ra một trong những cái hiệu ứng, người ta gọi là những cái hiệu ứng long squeeze hoặc là short squeeze, tức là đóng băng tạm thời để mà nó có thể nó bật giá lên hoặc là đạp giá xuống. Thì anh em cũng biết rằng là trong năm 2021 chúng ta đã có khoảng là 100 tỷ USD bị thanh lý ở trên thị trường phái sinh của Bitcoin. Đó, và trong đó thì đến thời điểm hiện tại theo dữ liệu mình ghi nhận được thì cái tỷ lệ long nó đã chiếm một cái thị phần thanh lý cực kỳ cao, nó lên tới khoảng là 69%, một cái điều mà mình cho rằng là nó khá là nguy hiểm, nó có thể gây một cái phản ứng giá tiêu cực đối với Bitcoin tại bất cứ thời điểm nào ở trong năm. Có thể là đêm anh em đang ngủ nó có thể nó đâm xuống, đó, có thể là sáng mới vừa tinh mơ vừa dậy nó đâm xuống, và điều này nó đã xảy ra rồi. Mình có những cái minh chứng cụ thể ở trong năm 2021 để mình nói lên cái quan điểm là tại sao mình lại lo sợ cái chỉ số này như vậy. Thì anh em biết là vào tháng 4 đó, chúng ta đã có một cái cú crash 8.000 đô của BTC vào khoảng là tầm 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng mà thôi. Mình rất nhớ cái thời điểm đó khi mà nó crash 8.000 đô như vậy, rất là nhanh luôn anh em. Đó, và nó cuốn phăng là hàng tỷ đô la bị thanh lý trên hợp đồng tương lai. Đó, và đến đó là câu chuyện của tháng 4. Và chúng ta tiếp đến, chúng ta có một cái câu chuyện của tháng 9. Đó, chúng ta có một cái câu chuyện của tháng 9 là Bitcoin nó đâm từ khoảng là từ 52.000 đô về khoảng là tầm 46-47.000 đô chỉ trong vòng 30 phút thôi anh em. Đó là câu chuyện của đầu tháng 9. Và lúc đó không có một cái nguyên do nào cả tác động từ thị trường, mà nó hoàn toàn là những cái chỉ số như thế này của trên hợp đồng phái sinh. Và mình hay gọi đó chính là một cái hiệu ứng hòn tuyết lăn để mà nó cuốn phăng cái thị trường như vậy. Đó, và chúng ta cũng đã có một cái cú crash vào đầu tháng 12 khi mà chúng ta thủng đáy 42.000 đô. Thì anh em cũng biết được rằng là đó là một những ba cái, là tính riêng trong năm 2021 đó, chúng ta đã có 100 tỷ USD bị thanh lý đúng không? Và ba cái cú crash lớn như vậy. Và tại sao cái cú crash từ là 64.000 đô về 30.000 đô mình lại không cho rằng là do những cái yếu tố phái sinh như vậy? Tại vì là đó là hoàn toàn là do Trung Quốc họ đưa ra những cái thông tin nó tiêu cực như vậy. Và anh em cũng để ý được rằng là từ cái khoảng mà BTC từ khoảng là 64.000 đô về khoảng 30.000 đô thì nó là một cái khoảng thời gian cũng khá là dài, nó đi trong vòng 1 tuần 2 tuần, chứ nó không phải là crash một cái rầm như khoảng tháng 4, như khoảng đầu tháng 9 và khoảng đầu tháng 12. Đó, thì tính riêng trong năm 2021 thôi, vì những cái cuộc chơi nó sôi động ở trên thị trường phái sinh, nó đẩy những cái phe mua áp đảo phe bán, rồi phe bán áp đảo phe mua, mình hay gọi là long short áp đảo nhau đó, thì nó đã gây ra những cái sự cố như vậy. Mà mình đếm không nhầm được, nó có 3 cái sự cố lớn mình vừa nói với anh em và hàng loạt những sự cố nhỏ khác, và cuốn phăng 100 tỷ USD trong năm 2021. Đó là điều cực kỳ nguy hiểm. Và nếu chúng ta lặp lại cái câu chuyện này ở năm 2022 thì mình sẽ chắc chắn một cái câu chuyện rằng là ok, mình sẽ còn đau tim dài dài, và chắc chắn anh em cũng sẽ còn đau tim dài dài, và chúng ta vẫn sẽ có những cái pha hú tim, những cái pha hú hồn bởi những cái cú crash boom của Bitcoin. Rồi, tiếp theo chúng ta nói đến cái chỉ số Bitcoin như vậy rồi, như vậy đi. Và mình cũng có một số những cái thông tin thú vị về thị trường altcoin nếu mà có thể chia sẻ cho anh em, mà mình cho rằng là ít nhiều gì anh em cũng nên để ý. Thì một cái thông tin khá là thú vị rằng là ở trên cái website này nè anh em, ở trên cái website này thì nó là đề cập về những cái token mà được khoảng là top 1.000 ví Cavoy Ethereum đang nắm giữ. Đó, thì ngày hôm qua mình có vào đây mình check xem thử, thì một cái điều khá là bất ngờ đối với mình là cái đồng mà FTX token này anh em, mà chúng ta hay được gọi là đồng FTT đó, thì hiện tại là đã lật đổ cái đồng Shiba Inu này rồi để mà leo lên vị trí số 1 là một cái token được nắm giữ nhiều nhất trong top 1.000 ví Cavoy Ethereum hàng đầu thế giới.
Và cái điều này nó cũng gây ra, nó cũng mang đến cho mình nhiều cái nhìn mới mẻ hơn, cũng giống như nhờ nhiều cái nhìn định hướng tiềm năng hơn về FTT. Thì dành cho anh em nào chưa biết đó, thì FTT là một cái đồng của sàn FTX, và mình hay so sánh về cái mức tăng trưởng của FTT đối với BNB. Thì anh em thấy á, là FTT đó, trong cái khoảng thời gian phát triển của nó đó, thì nó từ năm 2019 thì chúng ta có thể thấy cái mức giá thấp nhất của nó là rơi vào tầm khoảng 1 đô đúng không? Và đến thời điểm hiện tại năm 2021 thì nó mới chỉ có khoảng là tại thời điểm giao dịch hiện tại nha, thì nó mới chỉ có khoảng là tầm 39-40 đô mà thôi, và cái đỉnh của nó là tầm khoảng là 85 đô. Đó. Và đây là một cái và đây là một cái đồng coin của sàn FTX. Rồi, chúng ta hãy nhìn qua BNB đi. Thì BNB là một cái, cũng là một cái đồng coin sàn của sàn Binance. Thì anh em thấy á, cái mức giá đáy của BNB nó cũng tương tự như là FTX mà thôi. Đó, thì nó cũng rơi vào tầm khoảng 1 đô rồi không phải mấy đô này, và cuối cùng bây giờ nó đang giao dịch ở mức là 464 đô. Đó, và cái đỉnh cao nhất của BNB mình nhớ không nhầm là nó rơi vào tầm khoảng là hơn 600 đô một tí. Thì tại sao mình lại có một cái bức tranh so sánh này? Tại vì anh em thấy á, là mình dựa vào cái sàn mẹ của nó đi, thì Binance đã được thành lập tầm khoảng 4-5 năm rồi đúng không? Và FTX á, thì chỉ được thành lập vào tầm khoảng 2 năm trở lại đây mà thôi. Nhưng mà riêng trong năm 2021, anh em có thể thấy được rằng á, là tiềm năng của sàn FTX là một sàn cực kỳ lớn. Đó, cái điều đó nó thông qua những cái cuộc gọi vốn của họ. Họ đi từ cái cuộc gọi vốn có thể nói rằng là một cái cuộc gọi vốn mang tính bước ngoặt của thị trường tiền mã hóa, tức là họ gọi 900 triệu USD. Đó, 900 triệu USD cho một đợt gọi vốn lớn nhất trong lịch sử của tiền mã hóa luôn. Và lúc đó họ định giá công ty là khoảng 18 tỷ. Đó, sau đó họ lại tiếp tục gọi vốn thêm một đợt nữa để định giá công ty của họ là 25 tỷ. Và sau đó nữa, một cái chi nhánh của họ là sàn FTX US đó, là một chi nhánh tại Mỹ của sàn FTX, họ tiếp tục họ huy động vốn, họ có cái một cái kế hoạch huy động vốn nữa. Và nếu cái sự kiện này mà nó thành công đó, thì anh em biết định giá của sàn FTX nó sẽ lên là tầm khoảng là 32 tỷ USD, một cái thành tích cực kỳ lớn đối với một cái sàn cái tuổi đời rất là non trẻ tại thời điểm hiện nay đúng không? Và không những vậy thì sàn FTX trong năm nay đó, chúng được lãnh đạo bởi một người là CEO Sam. Thì anh em là cũng đã quá quen với Sam rồi, thì hiện tại Sam là cũng là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng và có tiếng nói ở trên thị trường của chúng ta vào thời điểm hiện tại, không thua kém gì những Brian Armstrong của Coinbase, hoặc là không thua kém gì CZ của sàn Binance cả. Đó. Và những cái mối quan hệ của FTX đang dần được mở rộng hơn nữa đối với những cái phạm vi thể thao truyền thống. Nếu mình kể ở đây thì chắc anh em sẽ ngợp mất, tại vì nó dài thường thượt luôn. Và không những về những cái mối quan hệ về đối tác, về thể thao truyền thống, FTX còn mở rộng cái sự hiện diện của mình tại Mỹ bằng cách mua lại sàn Ledger X để mà có thể là hùng bá lên cái hoạt động kinh doanh của mình tại Mỹ. Và có rất nhiều chiến dịch sau đó nữa. Và để một cái bức tranh hình dung so sánh cho anh em rõ hơn, thì vào quý 3 năm 2021 đó anh em, thì cái doanh thu của sàn Coinbase á, tại Mỹ đó, thì dường như đã sụt giảm 75%, và cái cổ phiếu coin cũng bị ảnh hưởng một cách rất là nặng nề như vậy. Nhưng mà đối với sàn FTX anh em, chỉ một chi nhánh của sàn FTX là sàn FTX US thôi, thì đã thiết lập một cái doanh thu cực kỳ kỷ lục đó khi mà anh em so sánh như vậy. Mà trong khi Coinbase đã là một cái sàn ra đời rất lâu rồi đúng không, mà FTX chỉ mới ra đời được 2 năm thôi. Đó, mà cái đồng FTT này đó, nó lại là một cái đồng con cưng của sàn FTX. Đó, trong suốt một năm qua như vậy, nó cũng đã tăng trưởng. Nhưng mà xét về tăng trưởng, cái mức tăng trưởng của nó với những cái đồng coin khác ở cái tầm vị thế ngang bằng, thì dường như là cái dư địa phát triển của FTT vẫn còn rất là nhiều. Và chúng ta đã có câu chuyện về Solana. Solana là một cái blockchain cũng quá là nổi tiếng đối với anh em rồi. Solana được hậu thuẫn bởi ai ạ? Solana được hậu thuẫn bởi đội ngũ của Alameda Research, một cái quỹ đầu tư cực kỳ đình đám ở trên thị trường, và được hỗ trợ bởi Sam, CEO Sam của sàn FTX. Thì anh em thấy Solana đã tăng trưởng cực kỳ kinh khủng như thế nào. Chúng ta có BNB được hậu thuẫn bởi CZ, được hậu thuẫn bởi sàn Binance, cũng đã tăng trưởng cực kỳ kinh khủng như thế nào. Và đó là hai cái minh chứng điển hình mà để cho mình có thể tin tưởng rằng là FTT sẽ không phải là một trường hợp ngoại lệ, vì FTT cũng là con cưng của sàn FTX và cũng được hậu thuẫn bởi Sam. Đó, dựa vào những cái lý do đó thôi thì mình cũng hy vọng rằng trong năm 2022 FTT sẽ chứng minh được nhiều cái năng lượng của mình hơn, chứng minh được cái vị thế của mình hơn, và tốt hơn cả đối với anh em nhà đầu tư là phản ứng giá của FTT sẽ tích cực hơn, sẽ bùng nổ hơn nữa trong tương lai. Và nhờ vào những cái lập luận đó nên mình cũng không ngạc nhiên rằng là khi FTX token hiện tại là đang được là một trong những cái đồng coin hàng đầu, được top
1.000 ví holder Ethereum nắm giữ tại thời điểm hiện tại và vượt qua cả cái cơn sốt meme coin là Shiba Inu nữa. Đó anh em. Và ở trong một cái thị trường gián đoạn như vậy thì những cái đồng coin sàn thì cũng là một cái điểm đến lý tưởng dành cho anh em để mà anh em có thể hold một cách nó lâu dài. Tại vì như anh em thấy khi mà thị trường chúng ta Bitcoin đi lên hoặc là đi xuống thì những cái đồng coin nền tảng hoặc là những cái đồng coin sàn thì đều là những cái đồng coin mà nó ít chịu một cái sự giảm thiểu nặng nề như những cái đồng coin khác, đúng không? Nếu mà đồng coin khác nó chia 2, chia 3 thì đối với những đồng coin sàn hoặc là những đồng coin nền tảng thì nó chỉ rơi giảm vào tầm khoảng là từ 30-40% mà thôi. Đó. Ok anh em. Vậy thì mình nghĩ rằng đó là mình còn quên một cái nữa, đó chính là về Moonbeam của Polkadot. Thì anh em biết á là Polkadot là một trong những cái blockchain, một trong những cái nền tảng mà luôn được mình đánh giá cao trong qua những cái video của mình. Thì vào ngày hôm qua chúng ta đã có một cái hiện tượng nó cực kỳ đột biến, đó chính là Moonbeam. Thì Moonbeam đã trở thành một cái parachain hoạt động đầu tiên chính thức lên trên Polkadot. Đó. Và sau khi Moonbeam đưa ra một cái thông tin này và được list sàn Binance đó anh em, thì anh em biết rằng là Moonbeam đã boom từ khoảng là $0.25 lên $51, tức là tăng gấp 200 lần nha anh em. Đó, một cái sự tăng trưởng rất là thần kỳ ở trong một cái giai đoạn thị trường nó đang dập dìu như vậy, thì cũng chứng tỏ rằng là những cái độ hot của cái parachain bên Polkadot là nó như thế nào. Và một cái điểm thú vị nữa là đối với sàn Binance là vậy, nhưng mà trước khi được list trên sàn Binance đó anh em, thì Moonbeam đã được list trên sàn Gate.io. Thì trên sàn Gate.io đó thì đã có lúc mà Moonbeam, cái này mình khi mình đối chiếu với dữ liệu sàn thì mình thấy cái này, nhưng mà mình nghĩ là cái này là chắc do sàn Bơm hay thôi. Sàn Bơm hoặc là có một cái lực mua nào đó quá mạnh để mà có thể đẩy giá của Moonbeam lên tới cái mức này, tức là hơn $500 đó anh em. Đó, thì cái điều này nó cho thấy một điều gì? Điều này nó càng củng cố thêm những cái quan điểm về cái sự phát triển của Polkadot, và nhất là những cái dự án parachain được cấm trên Polkadot, mà khi mà họ chính thức họ đi vào hoạt động thì cái mức độ hot của họ đối với các nhà đầu tư nó vẫn có, chứ nó không hề bị lãng quên. Nha anh em, thì bây giờ chúng ta đã có Moonbeam chạy thẳng, Moonbeam là một dự án parachain đầu tiên chạy thẳng trên Polkadot rồi, và chúng ta còn rất nhiều cái tên khác vẫn đang trực chờ, vẫn đang xây dựng và vẫn đang hoàn thành nốt những cái bước cuối cùng để mà có thể chạy trên Polkadot. Thì có rất nhiều cái tên đó, thì anh em nào muốn tham khảo thêm thì mình có thể lên trang coin số 8 để mà mình vào cái chuyên mục Polkadot để mà mình đọc. Đó, thì cái điều này nó sẽ ảnh hưởng một cách rất là tích cực đối với chặng đường phát triển của Polkadot trong vòng năm 2022 và trong tương lai nữa. Tại vì anh em biết Polkadot chỉ đang đấu giá là khoảng là 2 đợt. Đợt đầu tiên với năm parachain và cùng một parachain mặc định là Stamin, và đợt thứ hai là thêm 5 parachain nữa, thì bây giờ chúng ta đang có khoảng là 11 parachain, đúng không? Nhưng mà cái mục tiêu của đó đang nhắm tới là sẽ hướng tới 100 slot parachain lận. Đó, chúng ta có rất nhiều cơ hội ở thị trường này, và cái lời khuyên của mình là nếu mà anh em chúng ta nên tìm hiểu vào một cái blockchain nào đó, một cái dự án nào đó, một cái hệ sinh thái nào đó, thì chúng ta hãy nên tập trung vào nghiên cứu kỹ về hệ sinh thái đó. Chúng ta sẽ tìm được rất nhiều cơ hội ở trên thị trường này, không bao giờ là trễ cả, chỉ có trễ khi mà chúng ta không có kiến thức mà thôi. Đó, vậy thì cùng với những cái độ hot của Moonbeam mang lại như vậy, và cái độ hot trước đây của Moonraver, của Karura ở bên Akala, phiên bản ánh xạ của bên Akala, thì mình cũng tin tưởng rằng là trong tương lai những cái dự án bên Polkadot với một cái mức độ phủ sóng, một cái sức hút như vậy thì sẽ kéo nguồn tiền về phía cho hệ sinh thái của Polkadot, và Polkadot cũng là một trong những cái ứng viên nặng ký trong cái cuộc đua trở thành những cái nền tảng top đầu ở trên tương lai. Rồi, mình và cái video này cũng khá là dài rồi nên mình cũng xin kết thúc video tại đây, và hẹn gặp lại anh em ở trong tuần sau nha. Một lần nữa mình xin cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Cảm ơn anh em. Bye bye.